đi gặp lợp các bạn ơi. Mới mua được 5 cái lợp. Cái này người ta gọi là cái chấm lương của miền Bắc. Mình mua mình đi đặt thử chơi coi nó có không. Đó. Trong đây mình bỏ nhiều. Con nhiều. Giờ mình đi đặt lợp chút xíu nó cạn cái mình đi bắt cua. Thấy người ta làm mình bắt trước mình làm theo chơi vui đây các bạn ơi. Bạn thấy vui các bạn nhớ ủng hộ giùm cho mình nha. Không. Đây. Mình chỉ có 5 cái lợp thôi. Bạn thấy trong đây mát không? Mặc dù ở ngoài trời rất là nóng. Trong đây tàn lá thôi. Người ta gọi là lá dừa nước. Rất là mát. Xong 5 cái mình đặt xong 5 cái. Giờ mình chờ nước tí xíu nước nó lớn lại. Nước lớn lại và mình sẽ đi vỡ lợp. Các bạn có biết đây là gì không? Đây là cái buồng dừa nước, trái dừa nước. Nó rất là ngon. Đây. Nguyên trái dừa nước. Cái này khi mà nó vừa ăn á thì cái cơm dừa nó sẽ dẻo giống như trái thốt nốt vậy các bạn. Cái này giống như là trái thốt nốt ở dưới nước vậy đó. Còn dùng trái thốt nốt của vùng Campuchia là nó khác. Dạ. Lợp hôm qua mình đặt các bạn ơi. Có gì hết.
cái này không có quả. Năm cái này là cái ống chấm tính lương mình đặt hàng ở trên đỏ, người ta gửi từ Hà Nội gửi vô. Dính cá này các bạn. Đây dính cá này. Nè. Ý gì? Đây cá dừa các bạn. Đây, con cá đây. Đây đây là cá dừa các bạn. To như thế này các bạn, gọi là cá bóng dừa. Dặn ra được. Đây em có con dừa. Rồi xong. Mình đặt có 5 cái à. Giờ mình vô mình đổ cá ra. Chào các bạn nha. Các bạn thấy hay thì các bạn đăng ký kênh Cồng Gió Vlog giùm mình nha. Hãy like và xe cho mình luôn nha. Bye bye.